Đội xin chào khán giả của VTV. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày thất bại với Bắc Hàn, Tổng thống Trump quay sang ép Trung Quốc. Canada cho phép tiến hành thủ tục dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu. Và Mỹ và Nam Hàn sẽ giảm bớt mức độ các cuộc tập trận tại bán đảo Triều Tiên. Thưa quý vị, sau khi thất bại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn tại Hà Nội trở về Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã mở một mặt trận mới đó là quay sang ép Trung Quốc trong vấn đề thương mại. Hôm thứ sáu, ông tuyết ra như sau là ông đã yêu cầu ông chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc ngay lập tức hủy bỏ các cái hàng rào thuế quan đối với sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, bao gồm luôn cả thịt bò, heo, vân vân. Dựa trên cái sự kiện là chúng ta đã có những cái cuộc thảo luận về thương mại rất tốt và tôi không muốn à, tăng thuế 25% hàng hóa của Trung Quốc nhập cảng vào Mỹ hôm 1 tháng 3. Đây là một điều rất quan trọng cho nông dân chúng tôi. Và tôi nữa, đó là ông Trump thì chúng ta biết là đáng lý là ngày hôm nay là ngày 2 tháng 3, Mỹ sẽ áp thuế nhập cảng 10% và 25% một số mặt hàng Trung Quốc. Nhưng mà tổng thống Donald Trump đã hoãn lại cái chuyện đó bởi vì ông nói là đã có những cái cuộc thảo luận rất tốt giữa Mỹ và Trung Quốc và ông hy vọng sẽ gặp ông Tập Cận Bình tại Mar-a-Lago. Cái nơi nghỉ mát của ông ở tại Florida trong tháng 3 này để giải quyết vấn đề. thì bây giờ sau khi đi hội nghị thượng đỉnh ở tại Hà Nội về, ông Ra về tay Không với lại ông Kim Jong Un, thì bây giờ ông mở một trận mới yêu cầu uh, uh, Trung Quốc hủy bỏ tất cả những cái gọi là hàng rào thuế quan đối với sản phẩm nông nghiệp. và ông nói luôn cái này quan trọng với nông gia của Mỹ và với tôi nữa. À, ông nói, our farmers and me thì chưa chưa thấy bên Trung Quốc phản ứng gì chuyện này nhưng mà có thể nói rằng đây sẽ là một cái chuyện rắc rối trong những ngày tới liệu bên Trung Quốc có trùn bước hay không bởi vì ai cũng biết rằng à, sau cái vụ thất bại tại hội nghị thượng đỉnh ở tại Hà Nội người ta nghi rằng có vai trò Trung Quốc trong đây không cần nghi nữa chắc chắn là phải có bởi vì Trung Quốc là cái nhà nước bảo trợ cho Bắc Hàn bấy lâu nay thấy không? thì cái vai trò của cái, cái khi mà hội nghị thượng đỉnh mà thất bại vậy Trung Quốc cũng rất là mừng cho cho, cho Mỹ thế là tôi vẫn control mọi thứ thì nếu trong tư thế đó mà đi vào họp ở Mar-a-Lago thì tự nhiên Trung Quốc có thế mạnh hơn mà chúng ta để ý nữa nha trước cái ngày mà hội dậy xảy ra hội nghị thượng đỉnh đó Mỹ cho một cái tàu khu trục hạm và một tàu vận tải đi vào eo biển Đài Loan đó. đó. mỗi khi trước khi Mỹ làm cái chuyện gì đó với Trung Quốc là Mỹ đều có những cái cái, cái gọi là là hành động như vậy thì bây giờ sau cái vụ mà thượng đỉnh mặc dù ông trump vẫn khen ngợi cảm ơn ông tập cận bình là giúp đỡ chuyện này nhưng mà đó là nói lời nói thôi bên trong ai cũng hiểu ai cũng hiểu là ông tập cận bình vẫn còn kiểm soát ông kim jong un thì bây giờ ông trump à, anh 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 anh, anh ở thế thượng phong hơn tôi và bây giờ tôi chơi cái vụ này à. cái vụ mà gọi là yêu cầu anh hủy bỏ các cái thuế quan đối với sản phẩm nông nghiệp à, để cho nó cân bằng lại rồi vô mà là vô ông ta nói chuyện thì đó là cái chuyện <laughs> căng thẳng ở cái vùng mà gọi là thế không tức là buôn bán giữa Mỹ và Trung Quốc rõ ràng có liên quan đến vấn đề Bắc Hàn. Rồi có một sự kiện khác nó cũng liên quan đến chuyện này luôn thương mại Trung Quốc và Mỹ. Thì chúng ta biết bà Mạnh Vãn Chu là tổng giám đốc tài chính công ty Huawei, một công ty mà gây, gây là chú ý trong thời gian qua, bà bị bắt ở tại Canada. Đang được tại ngoại hậu tra chờ tòa Canada xét xử theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ. Thì ngày hôm qua thứ sáu, chính phủ Canada cho biết là đã đồng ý cho phép tiến hành thủ tục dẫn độ bà mạnh vẫn chu sang mỹ theo như yêu cầu của washington à, đây là các giới chức bộ tư pháp canada đưa ra nhé họ cho rằng là họ họ cho biết là họ đã duyệt hồ sơ và các chứng cứ và đi đến kết luận là thủ tục dẫn độ có thể tiến hành thủ tục này thì chỉ là thủ tục thôi bởi vì phải theo đúng thủ tục và bà sẽ ra tòa hôm 6 tới tháng 3 tới đây và tòa sẽ ấn định là có cuộc điều trần được dẫn độ nói cho tới lúc dẫn độ còn lâu lắm à, cái điều này cho thấy quý vị thấy không làm lớn có tiền bắt có làm bệnh bị bắt khó lắm bắt phải được đi qua tất cả các thủ tục lâu dài tôi nhớ sự pol pot khi mà ra tòa an binh ra tòa của liên hợp quốc xử tội chủ mấy năm chờ chứ mới, mới xong xử chưa xong nó tắt thở mất rồi thành ra không bao giờ trừng phạt được. trường hợp này cũng có thể xảy ra luôn à, thì chưa biết như thế nào coi như đây là một cái nhưng mà cái này là không có lợi cho trung quốc và một lần nữa cho thấy vụ bà mạnh Văn chu công ty huawei nó vẫn còn là à, đâu đó trong cái quan hệ mỹ trung cũng liên quan đến vùng này nữa, vùng đông bắc á nó lộn xộn nhiều chuyện đó, thì chúng ta biết à, sau khi mà thất bại với ông Kim Jong Un thì tổng thống Trump có nói là nhưng chúng tôi vẫn có cái quan hệ rất tốt và chúng tôi vẫn đối thoại với nhau và có thể có cuộc họp thượng đỉnh lần thứ ba chắn mặc dù có thể lâu lắm thì về Mỹ một cái thì thưa quý vị ông Trump là lệnh cho quân đội Mỹ trong những ngày tháng tới giảm bớt mức độ các cuộc tập trận của Mỹ và Nam Hàn tại bán đảo Triều Tiên. Có nghĩa là gì? Chúng tôi vẫn tập trận, không bỏ tập trận được. Nhưng mà tôi giảm bớt cái, cường, cái mức độ đó xuống. Thay vì uh, cuộc tập trận nó 10.000 người, tôi giảm xuống còn 3.000 người. Nói chính xác hơn là các cuộc tập trận lớn sẽ bị hủy bỏ và chỉ giữ các cuộc tập trận nhỏ mà thôi. Thì phía bên Bộ Quốc phòng có trả lời như thế này khi mà hỏi đó. Sao làm được không? Bên Mỹ bằng chuyện nhỏ. Chúng tôi là bây giờ tập trận lớn cũng tôi cũng ready, cũng sẵn sàng để mà đánh loại kẻ thù. Mà tập trận nhỏ cũng đủ sức luôn. Thành ra đây nó sẽ làm cái dấu hiệu cho thấy bởi vì thưa quý vị một trong các tập trận lớn của Mỹ với Nam Hàn nó gọi là Four Eagle trước đây có tới 200.000 lính Nam Hàn và khoảng 30.000 lính Mỹ tham dự thì có thể trong những ngày tới họ giảm bớt cái cường độ xuống thấy không? thì đây cũng là cho thấy một cái chỉ dấu đặc biệt của tổng thống Donald Trump với lại Kim Jong Un và có thể là một cái dấu hiệu cho thấy là chúng ta mặc dù không đạt được cái gì ở Hà Nội nhưng mà cũng chưa bay bay với nhau à, vẫn có thể làm được một khi đó thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.